Hello, xin chào các bạn. Mình là Đỗ Tuấn Đức và trong video lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ thuật nâng cao. Đó chính là kỹ thuật hất cầu khi mà cầu đối phương bỏ lại cực kỳ xoáy. Đó nhà đối phương bỏ lại cực kỳ xoáy và sát lưới thì nhiều bạn sẽ khó có thể hất được quả cầu sang bên phía đối phương. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các mẹo để có thể hất được quả cầu đó. Khi mà đối thủ bỏ cầu xoáy ấy, thì đầu tiên các bạn phải phán đoán được quả cầu, được chưa? Nó xa lưới hay là gần lưới. Thì đầu tiên cái quả này ấy, thì các bạn cầu xoáy mà khó đánh thì các bạn phải sử dụng, không thể là như quả vớt bình thường là các bạn sử dụng cả tay được, thì các bạn chỉ sử dụng được cái cổ tay thôi, là các bạn đánh nhẹ, nhanh này, nhẹ này. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia ra 3 trường hợp cho các bạn. Đầu tiên là khi mà đối thủ bỏ nhỏ sang xoáy, nhưng các bạn có thể nhá, các bạn có thể đón được cầu trên cao, được chưa? Đầu tiên các bạn có thể đón được cầu trên cao thì các bạn xử lý như thế nào? Lúc đấy thì các bạn sẽ đón ở trên cao này, các bạn sẽ chỉ cần đẩy nhẹ cái lực tay, giật tay về, đánh vào cầu giật tay về thôi. Tại vì sao? Tại vì cầu rất sát lưới. Cái các bạn đánh hết như này này thì cái vạt vợt các bạn sẽ chạm vào lưới và gây ra lỗi. Đấy, vì thế các bạn sẽ đẩy nhanh. Và cái điểm này, quả này quan trọng nhất ấy, là các bạn khi hất cầu ấy, các bạn sẽ ngầm quả cầu các bạn hất vào giữa sân. Tại vì sao? Quả cầu nó xoáy, các bạn không thể nào mà điều chỉnh, các bạn có thể điều chỉnh các bạn vớt ra góc, vớt góc kia được. Vì thế nó xoáy ấy, thì các bạn ngầm ở giữa sân thì lúc đấy nếu mà cầu nó có liệng lên một chút ấy, thì nó có thể ra bên này hoặc ra bên kia, nó cầu nó vẫn ở trong sân. Còn mà khi các bạn ngầm ra ví dụ bên góc sân bên này, khi mà đối thủ quá xoáy các bạn không thể nào vớt chuẩn được thì rất dễ quả cầu sẽ bay ra ngoài sân. Vì thế để vớt cái quả cầu xoáy này tốt nhất là các bạn sẽ ngầm vào giữa sân để vớt và động tác ngắn gọn, đó là trên cao. Và vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn vớt ở trên cao. Nếu các bạn có thấy chủ động ấy thì các bạn lên, các bạn có thể đẩy ở trên cao. Nhưng bây giờ nếu mà vật thế bị động, các bạn có thể phải đón cầu ở dưới thấp ấy, thì mình sẽ vớt kiểu gì? Đầu tiên là các bạn phải phán đoán được quả cầu nó bay ra nó xoáy, thì mình sẽ đợi hết cái thời gian của quả cầu nó xoáy, cái đế của quả cầu ấy nó rơi thẳng xuống thì mình bắt đầu vớt. Đấy, thì mình sẽ không bị xoáy. Nếu mà cầu xoáy quá thì các bạn sẽ vớt như nào? Các bạn sẽ phải vớt lực thật mạnh. Và các bạn cũng phải, những quả cầu như này nhá, các bạn đều phải ngầm vào giữa sân hết cho mình, để tránh trường hợp mình đón cái điểm của cầu nó không chuẩn ấy, thì nó sẽ đỡ bị lệch ra ngoài. Đấy, thì tất cả quả bỏ cầu xoáy này các bạn đều phải ngầm vớt ở giữa sân hết. Khi ở cầu xuống các bạn sẽ đợi quả cầu nó hết xoáy và các bạn vớt lên. Còn khi nó xoáy quá thì các bạn phải dùng lực thật mạnh, đủ mạnh để mình thắng được cái độ xoáy của cầu. Vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn các cái mẹo nhỏ để có thể hất được quả cầu khi mà đối thủ bỏ sang cực kỳ xoáy. Thì các bạn có thấy video vừa rồi có ích không? Nếu mà các bạn thấy bổ ích thì hãy tặng mình một like và đừng quên chia sẻ video nhé. Và các video tiếp theo các bạn thích mình chia sẻ về vấn đề gì thì hãy comment bên phía dưới. Và video này kết thúc tại đây thôi. Hẹn gặp lại.